Vậy là thứ tư lại tới, chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị trong chuỗi các cái series chia sẻ về đọc hiểu. Các cái chuỗi series này mình sẽ muốn gửi tới các bạn một thông điệp, đó là đọc hiểu thật dễ dàng thông qua các cái bài phân tích chi tiết cụ thể và kèm theo đó là các cái ví dụ minh họa được lấy từ đề thi GLPT các năm. Vậy nên các bạn hãy đăng ký kênh và bấm chuông để đón nhận những video mới nhất từ Hồng Lê Thị nha. Và chủ đề của video ngày hôm nay sẽ vẫn là cách để giúp các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc chọn đáp án và loại đáp án khi mà đọc câu hỏi nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nha. Đây là cái bài đọc mà mình trích dẫn từ đề thi GPT, một cái bài đọc ngắn. Đầu tiên thì khi mà nhìn thấy một bài đọc thì chắc chắn là các bạn cũng đã biết rồi là chúng ta nên đọc câu hỏi trước để định hình xem là tác giả đang muốn hỏi cái gì ở trong bài. Để định hình được xem là cái câu hỏi mà người ta đang nhắm tới là gì, thì hôm nay câu hỏi của mình đó là Hisano kangai ni au no wa dodeka, là cái suy nghĩ mà phù hợp với lại tác giả nó là câu nào trong bốn cái câu ở dưới đây. Thì bình thường mình chỉ cần đọc vậy thôi là mình sẽ nắm được là mình phải tìm xem là cái suy nghĩ của tác giả là gì. Sau đó là mình sẽ quay trở lại cái phần bài đọc ở phía bên trên đây để mà có thể đọc và phân tích đáp án. Thì các bạn có thể dừng ở đây một chút để tự mình tìm đáp án, sau đó là hãy quay lại và cùng nghe mình phân tích nhé. Ningen wa furui mukashi kara ningen to wa nanika o toide kita. Thì ở trong câu này mình muốn chú ý với các bạn một điểm, đó là động từ của mình ở dạng thể trạng thái miêu tả sự dịch chuyển của trạng thái, sự dịch chuyển của sự vật sự việc. Verb te kita hoặc là verb te kuru là diễn tả cái trạng thái từ xưa cho đến nay, đúng không ạ? Thì là furui mukashi kara là con người, thì từ trước cho đến nay, từ ngày xưa cho đến bây giờ thì vẫn đang đặt một cái câu hỏi, đó là ningen to wa nanika, con người là ai, con người là gì. Kiredo sore wa hayaku ieba ningen wa doubutsu to doko ga chigau ka toiu toi kake de atta. Ở đây này, de atta ở đây nó bằng với lại de aru. De aru là bằng với lại des. Khi mà dùng ở trong văn viết thì muốn để thể hiện cái sự trang trọng và lịch sự hơn thì người ta sẽ không viết từ des mà người ta sẽ viết là de aru để nhấn mạnh cái trạng thái đó. Và de aru và des thì là các bạn sẽ biết là đằng trước nó sẽ là một cái danh từ thì nó sẽ kết thúc là như vậy, đúng không? Vậy là chủ ngữ của mình ở đây nó là sore wa. Sore wa ở đây thì chính là ở cái câu đằng trước. Cái câu đằng trước người ta đang nói về cái câu hỏi đó là ningen to wa nanika. Và cái câu hỏi này nó toi kake de atta, nó chính là một cái câu hỏi. Một cái câu hỏi như thế nào thì đó chính là cái câu hỏi là ningen wa doubutsu to doko ga chigau ka, đó là con người thì khác với động vật ở cái chỗ nào. Ở đây một cái cụm từ là để làm mềm câu, đó là hayaku ieba là nói một cách ngắn gọn. Thì cái câu hỏi mà ở lặp lại ở cái câu đầu tiên này nó chính xác, nó là cái câu hỏi mang ý nghĩa rằng là con người thì khác với loài động vật ở cái điểm nào. Iwaku ningen ni wa doubutsu ni wa nai gengo ga aru. Iwaku ningen ni wa shishou ga aru. Ningen ni wa bunka ga aru. Nado nado. Shikashi kono toikake wa konpon teki ni machigatte ita. Ở đây có từ iwaku được phần dạy, được người ta giải thích ở dưới này, đó là nghĩa ở đây nó có nghĩa là yoku iware de you ni, là người ta thường hay trả lời rằng, người ta thường hay nói rằng. Vì là động từ của mình là ở dạng bị động ấy, nên là mình có quyền được cho phép là chủ ngữ của mình ở những cái câu mà có cái dạng bị động như thế này thì là chúng tôi, chúng ta, rồi tôi, rồi mọi người. Thì ở đây mình sẽ dịch là mọi người thường hay nói rằng là. Thì vì ở đằng trước ở đây đó là tôi ca kệ là cái câu hỏi, nên là mình sẽ dịch ở đây là thường mọi người thường hay trả lời là, trả lời cho cái câu hỏi này rằng là ningen ni wa doubutsu ni wa nai gengo ga aru. Là ở đây mình sẽ bắt gặp cấu trúc là ningen ni wa cộng với lại aru. Ở trong đâu thì có cái gì, gọi là ở trong con người hay còn gọi là ở với con người ấy, thì là có cái ngôn ngữ, và cái ngôn ngữ này thì được bổ sung thêm ý nghĩa, đó là doubutsu ni wa nai, là người ta thường hay trả lời rằng con người thì có ngôn ngữ mà động vật thì không có này. Hoặc là iwaku, mọi người thường hay trả lời là ningen ni wa shishou ga aru, là con người thì sẽ có cái suy nghĩ hay là có tư duy. Ở đây cái từ ni wa nó đi kèm với lại aru, và mình sẽ nhớ luôn cái cấu trúc này, đó là miêu tả cái trạng thái là trong đâu có cái gì, đúng không? Ni wa ở đây để nhấn mạnh cho wa thôi.
Ninge ni wa bunka ga aru, là con người thì có văn hóa. Nado nado, nado nado ở đây nó là để miêu tả cái việc là ví dụ như là ABCD và còn rất là nhiều các cái câu trả lời khác nữa. Shikashi kono toikake wa konpon teki ni machigatte ita. Machigatte ita ở đây là đang bị sai, đang bị nhầm lẫn. Vậy là cái thế nhưng mà cái câu hỏi này nó đang sai lầm hay là nhầm lẫn về mặt bản chất, về mặt căn bản của nó. Vậy là mình sẽ thấy cái từ shikashi ở đây là để nhấn mạnh cho tất cả các cái câu trả lời rồi các cái câu hỏi ở trên này nó đang bị sai và nó đang bị nhầm lẫn, thì chúng mình nhớ ở cái đấy để tí nữa chúng ta loại đáp án nhé. Mondai wa ningen wa doubutsu to dou chigau ka dewa nakute ningen wa hoka no doubutsu to dou chigau ka touyoukoto datta no de aru. Là cái vấn đề ở đây đó là touyoukoto. Touyoukoto là để định nghĩa đó. Cái vấn đề đây đó là dewa naku, đây vấn đề đây không phải là con người thì khác động vật ở cái chỗ nào, mà là datta no de aru, mà là con người đang khác các cái loài động vật khác như thế nào. Như vậy là mình đang thấy có hai cái vế trái ngược nhau ở trong hai cái câu đóng ngoặc này, nó chỉ khác nhau ở một chỗ, đó là một cái là ninge wa doubutsu to dou chigau ka, là con người thì khác như thế nào với động vật. Và một cái câu hỏi khác đó là ninge wa, con người đang khác như thế nào với các cái loài động vật khác, thì nó chỉ khác nhau một cái là doubutsu và một cái là hoka no doubutsu thôi. Bây giờ mình sẽ xem là nó đang muốn diễn tả cái ý gì nhá. Kore ni kotaeru ni wa, thì để trả lời cho cái câu này. Kore đây là để trả lời cho cái câu này, thì là để trả lời cho cái câu ở vế đằng sau này này, đúng không? Vì cái điều wanaku ở đây là tác giả đang phủ định lại cái ý nghĩa của cái câu hỏi là con người khác loài động vật ở chỗ nào, mà tác giả đang nhắm tới cái việc là cái vấn đề ở chỗ là mình phải tìm hiểu xem là con người khác với các cái loài động vật khác như thế nào. Thì để trả lời cho cái câu hỏi đó thì igai ni nai. Igai ni nai đây là một cái kiểu là rất là hay, kiểu xoắn não, giúp cho một cái kiểu gọi là hơi xoắn não một tí. Nó là ngoài cái này ra thì không còn cái nào khác ấy, thì mình phải hiểu nó chính là cái này, đúng không? Có là ngoài cái câu hỏi này ra thì không còn câu hỏi nào khác, hay còn gọi chính xác ở đây đó là để trả lời cho cái câu hỏi này thì chính xác là mình phải đặt cho con người cái câu hỏi này, là chính xác là con người phải đặt cho mình cái câu hỏi này là phải đặt câu hỏi gì, thì là ố tộ, là phải đặt câu hỏi rằng là con người là cái loài động vật như thế nào. Doyu doubutsu de aru ka. Với cái phần phân tích như vậy thì chúng mình sẽ cùng đến bốn cái câu trả lời đây để có thể loại được đáp án nhé. Ningen mo doubutsu de aru touyu shiten de ningen nitsuite kangaeru beki da. Cần beki da là chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ về con người dưới cái stand, là với cái góc nhìn hay là cái quan điểm là con người cũng là loại động vật. Thì ở đây đáp án của mình nó chính là cái câu này. Tuy nhiên là để tìm ra được cái đáp án này một cách gọi là chính xác nhất ý, thì mình sẽ cần phải loại các cái đáp án còn lại. Bây giờ mình sẽ cùng thử xem là cái phần đáp án còn lại nó sai ở chỗ nào, sau đó là quay trở lại câu số 1 để cùng phân tích là tại sao nó lại là đáp án nhé. Với câu số 2 đó là Gengo shisho bunka wa ningen dake no mono to kangaeru beki dewa nai, là chúng ta không nên suy nghĩ rằng là cái ngôn ngữ hay là cái tư tưởng hoặc là cái văn hóa là cái thứ mà chỉ có ở con người mà thôi. Thì cái câu này thực ra ấy, nó bắt gặp ba cái keyword nó xuất hiện ở trong bài. Ở trong cái đoạn đầu tiên ấy, thì người ta có nói, người ta có trả lời cho cái câu hỏi là con người khác cái loài động vật ở chỗ nào, đó là con người thì là khác vì không, vì là con người có ngôn ngữ, con người có tư duy và con người có văn hóa, đúng không? Thì nó lặp lại ba cái keyword này ở đây. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy là thứ nhất có một cái cách loại đáp án thứ nhất, đó là những cái phần mà gengo và những cái phần shisho hoặc là bân cạ này nó chỉ là cái phần nado thôi, nó chỉ là cái ví dụ để đưa ra cái câu trả lời cho cái câu hỏi là con người khác cái loài động vật ở chỗ nào thôi, chứ không phải là cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất trong bài ở đây, nên là mình có thể loại ngay được cái đáp án này. Và thêm nữa ở đây nó sẽ có cái từ shikashi này này, là về mặt bản chất thì các cái câu hỏi này hay là các cái câu trả lời này nó đang sai, nên là nó cũng không phải là cái đáp án của bài. Đến câu số 3 này,
Ningen to dobutsu no, dobutsu to no chigai o to temo imi ga nai, có nghĩa rằng là không có ý nghĩa gì hết, cho dù là bạn có đặt ra cái câu hỏi là con người khác với các cái loài động vật khác như thế nào. Thì ở đây nó sai cái chỗ nào? Thứ nhất là mình phải tìm được cái keyword, đó là ningen to hoka no dobutsu to no chigai o to, là chính là cái nằm ở trong cái phần gạch chân thứ hai này đây. Đó là cái vấn đề nằm ở chỗ là mình sẽ phải tìm ra cái câu hỏi đó là con người thì khác với các cái loài động vật khác như thế nào. Thì nó chính là cái điều mà tác giả đang muốn hỏi, và cái câu hỏi đấy nó mới là chính xác và tác giả đang muốn nói như vậy. Cái mông đai hay là cái vấn đề ở đây là mình phải đặt ra cái câu hỏi như thế, là con người khác với các cái loài động vật khác như thế nào. Thì đó cũng chính là cái điều mà tác giả đang muốn nói đến đấy. Nên là cái imiganai này là đang bị sai. Có nghĩa là cái việc đặt câu hỏi đấy là đúng, chứ không phải là imiganai. Nên là cái câu số 3 này của mình là cũng sai này. Đấy là câu số 4 này. Ningen to dobutsu no chigai o konpon tuki ni toi naosu biki ka, là nên hỏi lại một cách konpon tuki, là một cách gốc rễ về cái việc là sự khác nhau giữa con người và động vật. Thì cái này là ningen to dobutsu no chigai, nó chính là nằm ở trong cái phần trong ngoặc này, và người ta đã phủ định luôn rồi là dewa naku rồi, nên là đáp án của mình nó cũng không phải là 4 nữa, và đáp án của mình nó chỉ còn là 1 thôi. Bây giờ mình sẽ phân tích kỹ hơn là tại sao nó lại là 1. Với cái phần mông đai và ở đây là cái vấn đề ở đây tác giả đang đưa ra là chúng ta cần phải đặt cái câu hỏi là con người khác với các cái loài động vật khác như thế nào. Và để trả lời cho cái câu hỏi đó thì không còn cái câu trả lời nào khác ngoài cái câu hỏi là con người là cái loài động vật như thế nào. Có nghĩa là không phải là con người khác với cái loài động vật khác như thế nào, mà mình phải hỏi cái câu hỏi là con người là cái loài động vật như thế nào. Thì nó chính là cái đáp án số 1 ở đây, là chúng ta cần phải suy nghĩ về cái việc là con người dưới cái góc nhìn là con người là một cái loài động vật, và con người là cái loài động vật như thế nào. Vì vậy đáp án của mình nó chính là 1. Thì thông qua cái bài đọc này mình sẽ rút ra được một số kinh nghiệm như sau. Thứ nhất, đó là những cái phần mà nêu ra cái ví dụ ở trong bài thì các bạn hãy thử cân nhắc xem nó có thực sự là cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất hay không. Tiếp đến đó là mình sẽ để ý tới các cái cấu trúc ngữ pháp như là điều oan ác cự này, thì là mình sẽ có thể loại luôn được cái phần câu trả lời nếu như mà nó thuộc ở cái phần phủ định đấy này. Rồi mình sẽ thấy ở đây nó có một cái tụm từ đó là igai ni nai, thì là khi mà bắt gặp những cái dạng cấu trúc mà nó kiểu hơi xoắn não một chút như thế này, gọi là mình sẽ phải đổi tư duy, đổi cách suy nghĩ nó hơi ngược qua ngược lại một chút ấy, thì mình sẽ để ý là igai ni nai, gọi là không còn cái cách nào khác ngoài cái cách là đặt ra cái câu hỏi như là đây. Thì cái câu hỏi đây nó chính là cái điều mà tác giả đang muốn nói tới. Thì thông qua cái việc mà phân tích như thế này, mình thấy rằng là cấu trúc ngữ pháp là một cái yếu tố vô cùng cần thiết khi mà đọc hiểu, kèm với đó là về mặt từ vựng nữa, nên là người ta mới nói là đọc hiểu là sự kết hợp của ba yếu tố từ vựng, ngữ pháp và cái mạch tư duy cũng như là logic về mặt ngôn ngữ. Video của mình hôm nay thì cũng xin được kết thúc tại đây. Đây là cái phần dịch tiếng Việt của mình mà mình đã viết lại, các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Nếu như mà các bạn thấy những cái video kiểu như thế này hay và giúp ích cho các bạn thì hãy chia sẻ nó, like cũng như đăng ký kênh, bật chuông để đón nhận những cái video mới nhất của Hồng Lê Thị nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ra đi.